Hello, Linh xin mến chào cả nhà của Linh nha. Hôm nay về tiếp tục chuẩn bị, trời nó đang mùa xuân nhưng mà nó Alex thấy trời ấm á cả nhà, cho nên là muốn đi câu, với lại tuần này Alex nghỉ lễ á, cho nên là muốn đi câu. Mà bữa nay mình ra tới chỗ câu cá thì trời nó lại u u như vậy nè cả nhà. Đó, trời u u, không có nắng nhiều nhưng mà vẫn rất là lạnh luôn, 13, 14 độ, cả nhà thấy xong không? Đó, giờ Alex với em mình đang dọn dọn đồ đi vô vô trong cái chỗ mà để ngồi câu cá đó, dọn đồ theo nè, thang nè, ghế ngay hàng dọn, thùng nước đá, ghế ngồi, bàn nướng hết rồi hả? Ok, cả nhà thấy không, sông rất là đẹp luôn. Cái sông này khác một năm rồi cả nhà, một năm rồi Liên mới 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 đi câu lại. Na Alex đi câu sớm để mình mốt hè hè tụi này đi Việt Nam thì về Việt Nam cho Alex đi câu. Còn giờ Alex nó mùa xuân thôi nhưng mà trời ấm thì Alex đi câu. Nhưng mà hôm nay Alex bị đi câu bị dốc, chắc bị tẩu trát rồi cả nhà. Trời nó lạnh quá trời luôn mà không có thấy nắng nhiều nữa. Chỗ đi câu rất là đẹp luôn. Chỗ này là chỗ khác, chỗ một năm về trước mà Liên quay cả nhà. Sông lớn lắm rồi nha, lớn mà đẹp. Bãi sông ở đây rất là đẹp cả nhà ha, rất là đẹp luôn. Cái bãi sông này nó rộng hơn là cái bãi sông ở dưới kia mà hồi trước kia, năm vừa rồi á, Alex đi câu Liên quay á. Cái bãi này rộng hơn mà nó trống hơn, nó không có nhiều cây như dưới cả nhà. Alex thì nó thích ở đây hơn, nhưng mà ở đây thì nó hơi xa hơn ở dưới kia. Mình từ từ cái đường mà Liên đi đó, thì đi lên cái chỗ ở dưới kia nó gần hơn, còn nếu mà lên tới chỗ này đó là nó phải xa hơn cỡ 6-7 cây km nữa cả nhà. Hay nó không biết có con cá nào không mà giờ quắn cho anh nó bắt đầu nó vô vô đồ nghề rồi. Cái đầu mà để nướng cả nhà, cái đầu mà để nướng đó. Đem rinh vậy đi câu mà rinh ra cả đống. Ê, để cho ngay ở nhà, để cẩn thận đàng hoàng, đâu không ngay kìa. Nghĩ sao rồi, đi chiếc xe mà rinh vô đây đồ nữa cả nhà. Đó, cả nhà coi nè. Đó, ra vàng trận ra nè. Đó, một chiếc xe mà chở quá trời vậy luôn nè, mà thêm rồi thêm ba người nữa. Đúng rồi, để vậy là ok á, nhưng mà để cho nó ngay nha, chứ không mà chút nữa nướng thành hột ăn hết. Đó là nhà Alex đang làm gì á, đang nhúm củi vậy nha. Ở tay mà cũng có nhúm củi nữa, ra đồng nhúm củi à. Nhúm củi đừng bỏ than lên đó. Trời, bữa nay lạnh thấy bà luôn, nó đi câu. Ghiền đi câu quá à. Bữa nay bên đây chủ nhật ấy nha. Ôi, xe bông thi rồi. Không. Cây củi đó nó chưa khô, nó còn tươi lắm. Trời, bữa nay chắc chừng 13 độ hả Vinh? Coi mấy độ còn lạnh chết. 13 độ cùng mà chị hay nghĩ vậy á. Hả? Trời, có 10 độ đi câu. Alex điên. Ngày hôm qua trời nắng nhưng mà có mưa chút xíu, Alex không chịu đi câu thứ bảy. Bữa nay chủ nhật Alex nói bữa nay ngon, nhưng mà cả nhà nhìn trên trời coi có miếng mặt trời nào đâu. Giờ này 11 giờ có rồi đó, không có miếng mặt trời nào hết nè, bây giờ thấy không, âm u, một màu đông đen tối. Một chút nữa nó mưa là cho chạy vô xe ngồi hết. Đang nướng đồ ăn mà mưa chắc mắc cười dữ anh à. Không có
Cả nhà coi anh Tây anh làm gì cả nhà. Anh Tây này anh trở về thời tuổi thơ. Anh chơi nha, anh chơi nhóm lửa. Nhóm lửa đang nướng thịt ra nhà, nướng thịt cho tuổi ăn bánh mì. Nó gì gì, lấy xem sai. Giờ đi con là. Tuổi làm gì làm, Alex giờ lo vô cần câu được đó nha. Trách nhiệm của Ly thì đi nướng thịt. Nướng thịt cho cả nhà. Đó, thịt bắt đầu bỏ lên nữa, thơm phức. Thịt này liên ớt hôm qua nha. Ớt hôm qua. Đúng ra là Liên tính đem cơm á cả nhà, tính ăn cơm. Mà lát không chịu, lát nhắn cơm. Lát đòi ăn ăn bánh mì cả nhà, ăn bánh mì. Sáng chạy ngang cái mà mua bánh mì á. Ra lò bánh mì ghé mua bánh mì. Chứ Liên là Liên tính ăn với cơm á. Chúng dở cơm theo mà nó nói cơm đem ra ngoài đây nó nguội nhắc. Không mà thiệt. Cơm đem ra đây nó nguội hết. Trời lạnh quá. Cái này lạnh. Mười mấy độ mà anh đòi đi câu. Mười độ chứ nãy giờ mình, em mình coi nó có mười độ. Nhưng mà chút hy vọng chút trưa trưa thì nó sẽ... Nó sẽ ấm ấm một chút. Nướng nhiều nhiều luôn nè, chút chứ. Tranh thủ giờ lửa than nó đang ngon nè, mình nướng hết. Nướng hết luôn cả nhà, cho tuổi ăn với thịt, chơi với bánh mì, giờ tới chiều nữa mà. Nhìn đã không cả nhà, nướng trên đây, dưới đây xong nè, đó cả nhà thấy không? Đó. Liên đứng đây liền nướng. Đó, bếp nướng thiện đây. Đây xong. Đó, cả nhà thấy không? Cảnh miền sông nước. Còn gì bằng nữa không? Trời ơi chết rồi nhìn. Cháy. Nướng không? Còn miếng than nướng bánh mì cháy luôn. Nướng mấy trái ớt. Thịt nướng cháy. Đi câu mà vậy là đủ bài luôn rồi còn gì nữa. Giờ em mình ăn cái nha. Đói bụng ăn. Mấy cái này chín hết nè. Giờ than này chỉ có ấy sơ là bánh mì nữa thôi. Nè con, chín rồi. Đó. Cái câu mà vậy là quá ngon rồi cả nhà ha. Giờ còn than quá trời. Thịt nướng hết rồi. Alexi thì đang bên đây câu. Nãy mua mấy cần. Này cả nhà có nhiều nướng pate hộp Liên mua. Giờ để lên trên bếp nướng cho nó ấm lại. Vinh nó ăn nó là đòi ấm vậy đó. Thật mặn không con? Có dưa leo kìa Vinh. Dưa leo rắn con. Dưa leo salad đồ có kìa. Cái câu mà đem là đem nguyên một cái nhà theo luôn á. Alex giờ mới câu rồi, không có ăn. Có dưa leo đổ đây nè. Chuối đều nè, trái cây rồi nè. Ăn Vinh ăn dưa leo không?
Tới giờ này 12 giờ trưa mà cũng không có thấy miếng nắng nào luôn, nhưng mà lạnh mà không có nắng. Lát thì giờ cắm câu rồi, cắm câu trong một cái hồ với lại một cái sông ở ngoài nữa. Lát đi ra ngoài cắm ngoài sông rồi. Sông sát bên nè, á cả nhà thấy không? Sát bên. Thằng đây Vinh thì đang ngồi ăn lụa rồi này kia đầy đủ pate rồi ha, đồ chua rồi ha. Quá trời quá đất. Mình ăn bánh mì nữa nha. Mì thịt nướng chả lụa pate với lại gì đó, đồ chua đó. Alex đứng ăn luôn, em mình đang ngồi ăn. Mình xong trách nhiệm mà nướng rồi xong hết rồi. Vui nha cả nhà ha, đi câu mà đem theo quá trời đồ luôn. Dạ, lái xe chuẩn bị tháo cần câu vô về cả nhà. Cũng chưa tối gì lắm nhưng mà trời chuyển mưa quá cả nhà. Cả nhà thấy không? Nè trời nè. Mù mịt quá cho nên là phải đi về, tại vì từ đây về nhà liên tới mười mấy cây số rồi. Người thì không sợ mắc mưa, mắc mưa thì mình vô xe mình ngồi không sao á, nhưng mà đều có cái là đồ á, đồ nhiều quá cả nhà biết không, sợ nó ướt cho nên là giờ phải dọn, phải dọn hết. Alex chuẩn bị dọn cần câu vô, nói tóm lại là bữa hôm nay Alex đi câu á, trời không có tốt, ông trời không có thương cho nên là phải đi về sớm cả nhà, gió quá nữa. Với hai đứa cũng mới bệnh chưa hết nữa, còn nghe cả nhà nghe liên còn khang tiếng, thì ho quá trời cho nên nó còn khang tiếng. Ngồi đây gió quá chiều nay tôi về bệnh luôn. Tính đi câu có cá quay cho cả nhà xem nè, mà không lần nào có cá hết. Năm trước ở đó thì câu cũng không mấy lần cũng không dính cá, năm nay cũng không dính cá luôn. Cả nhà thấy đi câu về chứ ở bên Pháp á cả nhà, mình đi câu ở ngoài hồ hay là ở ngoài sông giống vậy nè, nhưng mà mình phải mua, nó kêu bằng bẹt mi cả nhà, là cái bằng để mình đi câu á, mình được phép đi câu á, chứ không phải mình muốn câu là câu rồi ha. Nếu mà mình mua một năm vậy khoảng trăm mấy đó, mà Alex thì mua một ngày là 13 đồng cả nhà một ngày đó, là mình phải phải mua trên ở trên sức web á, sức web của nhà nước ở bên Pháp á, là chỗ mà bán cho mấy người câu cá đó, được phép câu cá đó. Nếu mình đi câu thường á thì mình mua một năm luôn, là chuyên nghiệp á mình mua một năm. Còn Alex thì chỉ mấy mùa hè đồ mát mát đồ này kia Alex đi câu thôi, cho nên là mình mua ngày cả nhà, không mua là cảnh sát tới luôn á, cảnh sát tới bắt phải mua cả nhà. Ai mà dám câu lậu mới sợ á, cảnh sát tới là cảnh sát bắt phải mua, chứ không mua là đi về chứ không được câu, câu là chút nó phạt á. Mình mua ngày vậy đó, là Alex mua 13 đồng á. Ok thôi bây giờ Liên với Alex chuẩn bị dọn đi về. Em Liên tại vì tối hôm qua nó làm tới 9 tới 4 giờ sáng cho nên là nó ra đây nó phụ dọn đồ đồ ra rồi nướng đồ ăn cho nó ăn, rồi giờ đi ra xe nó nằm nó ngủ rồi đó. Đây là xe nè. Giờ lấy xe Liên đậu tuốt rồi đó, xa xa rồi đó. Anh nằm rồi anh ngủ rồi. Ok Liên cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc cả nhà cuối tuần có một ngày thật là vui bên gia đình nha. Alexi bye bye cả nhà đi, nay Alexi thất thất thủ quá rồi. Đi 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 câu mà trời gió rồi nữa lạnh nữa. Nè bye bye cả nhà cái xe. Bye bye cả nhà nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo của Liên với Alex nha. Bye bye. Alex dọn vô với Hương không? Đi câu không có con nào, mình trả 13 euro đi câu không có con nào.